Đây là một cái con tàu khá là lớn đang neo vào cảng Cửa Lò. Tàu to lắm. Buckley Pier. Tàu to lắm, bên này là cảng này. Đây khu vực cảng Cửa Lò này, to chưa? Con tàu này rất dài nhé. Dài lắm. Đầu này là một anh thủy thủ người Pakistan. Một anh thủy thủ người Pakistan. Lát nữa sẽ đi lên con tàu này và gọi là sẽ ra khơi cùng con tàu này. Tàu này thì có tất cả là 1, 2, 3, 4, 4 tầng. Dài kinh hoàng luôn. Nó chuẩn bị neo vào rồi. Cỡ con tàu này cũng ít nhất cũng phải chục nghìn tấn. Không biết nó chở cái mặt hàng gì. Đây là góc phía sau của con tàu này. Trông nó giống như một cái khách sạn nổi. Khu vực cảng này. Trên này vừa có cả thủy thủ người Việt Nam và vừa có cả thủy thủ người Pakistan. Có mấy tầng, có cả mấy tầng luôn. Đó, tuyệt vời chưa? Cái dây thừng neo con tàu này nó cũng rất là to nhé, mà nó phải neo tất cả là 1, 2, 3 dây. 3 cái dây như này, từ 3 đầu khác nhau. To ghê đó. Con tàu này là đi từ Úc về và nó chở một cái loại hàng hóa rất đặc biệt, đó là bò sữa nhá. Bò sữa. Mọi người thấy không? Đây có rất nhiều thủy thủ người Pakistan. Cow. Cow. Đây có rất nhiều thủy thủ người Pakistan, trên kia là những con bò. Many cow. Đó, mọi người thấy bò chưa? Rất nhiều bò. Cả tầng 1, tầng 2 đều là bò hết. Bò này không biết là bò thịt hay là bò gì á. Mình nghĩ đây là bò thịt. Cũng giống cả bò sữa nữa. Có cả bò sữa đấy. Bò Úc đấy, bò Úc trong chương trình bán đấy, mọi người thấy không? Thịt bò bán nhiều lắm.